Từ 0 giờ ngày 15 tháng 6, quận Gò Vấp chính thức tháo dỡ 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 sau 2 tuần giãn cách xã hội. Tại chốt kiểm soát dịch trên cầu Trường Đai, phường 13, quận Gò Vấp đã được dỡ bỏ. Lực lượng chức năng đã thu dọn lều giả chiến cùng các hàng rào chắn để xe cộ đi lại bình thường. Theo Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, trong 2 tuần vừa qua, các chốt kiểm soát đã tiếp nhận khoảng 700.000 lượt khai báo y tế điện tử, trong đó phát hiện 7.600 trường hợp có nguy cơ về dịch tễ được hướng dẫn áp dụng các biện pháp giám sát, hạn chế lây lan dịch bệnh. Với cái vấn đề dỡ cái này thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt kinh tế, về mặt di chuyển của người dân nó dễ hơn. Nhưng mà về cái mặt quản lý thì nó sẽ khó khăn hơn. Cũng mong các cấp chính quyền có cái biện pháp nào nó tốt nhất để cho đời sống nhân dân nó bình ổn và nó ổn định lại như lúc trước. Tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì mình giãn cách thêm 14 ngày nữa để mình kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn, để người dân tiếp tục công việc của mình. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần. Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giảm cấp áp dụng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15.